cảm ơn người hôm nay Lu làm nụng với mẹ cả nhà. Chị thích mẹ ốm. Ôi đau. Ai làm nụng á hả? Chị ăn con ăn con hả? Mẹ chuông mẹ ăn con luôn à. Sao? Sao? Hay là con ngồi chơi đây, mẹ lấy đồ ăn. Con đây ngồi. Con đợi nha. Mẹ lấy đồ ăn nha. Nha. Mẹ lấy đồ ăn ăn. Nha. Giờ mẹ hả? Giờ mẹ hả? Nói nha, mẹ lấy đồ ăn ăn nha. Nhảy của em thưa con cho em chứ mẹ lắm dơ quá dơ ba đi mẹ ơi ha. Mệt quá.
ไม่แหละไม่หรอกไม่หรอกxin này xin của em chứ có ăn nhanh vậy tại mày ăn nhanh quá nè nó từ luôn á nè thôi nha đây này tì ăn tiệm nha ăn như đó thôi nha Lusi có đồ mới đây nha, đây là áo con mới rồi nha.